mời chúng ta đã lên đến lễ đài hạnh phúc về đi đây cho phép chú này quan thọ tư giáo quân nhân nguyện cùng với đội lễ tân trung tâm và nghị tiệc với Xavier xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng. Quan thọ và cô dâu nhân nguyện ngày hôm nay chỉ thật sự có ý nghĩa khi có sự vinh tiến và dìu dắt của ông bà cha mẹ. Trong tinh thần đó, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện hai bên gia đình. Bên phía đại diện nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông bà Tạ Quang Bình, Nguyễn Thị Nga là song thân của chú rể. Và bên phía đại diện nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông bà Nguyễn Hoàng Anh, Bùi Thị Bốn là song thân của cô dâu. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình hãy cùng tiến về phía lễ đài. Yeah.